Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 xuất viện gấp đôi ca nhập viện. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 6 tháng 10 cho biết, toàn thành phố hiện có 402.037 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 401.541 trường hợp nhiễm trong nước, 496 trường hợp nhập cảnh. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 23.089, số ca cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 11.587, số ca nhập viện tầng 2 và 3 trong ngày là 1.150 ca, tổng số bệnh nhân điều trị ở các tầng này là 22.991 người. Đặc biệt, số trường hợp xuất viện trong ngày 5 tháng 10 là 2.768, số ca xuất viện trong ngày này đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện, đến nay đã có 222.564 người được điều trị khỏi COVID-19 trở về bên gia đình. Nỗ lực điều trị cho nhóm bệnh nặng, bệnh nguy kịch trên địa bàn thành phố đang kéo giảm đáng kể số ca tử vong. Thành phố đang tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 với nỗ lực tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 để nhanh tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Bên cạnh đó, hoạt động xét nghiệm sẽ tiếp tục duy trì, tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ. Mặc dù dịch bệnh đang có chuyển biến tích cực, nhưng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cảnh cáo nguy cơ lây nhiễm vẫn còn ở mức cao, cộng đồng phải luôn cảnh giác, thực hiện biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể hồi sinh. Sáng ngày 6 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đến dự lễ tuyên dương có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành và các tập thể cá nhân được tuyên dương. Trước khi lễ tuyên dương bắt đầu, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân không may qua đời vì COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Ông bày tỏ lòng trân quý, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hơn 12.000 y bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã không ngại nguy hiểm và gian khó để kề vai sát cánh cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là sự đóng góp lực lượng tình nguyện đến từ các tổ chức tôn giáo và đã tận tâm tham gia hỗ trợ, chăm sóc, động viên bệnh nhân mắc COVID-19 với tinh thần từ bi, bác ái của những người tu sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đấng sinh thành và những người đã động viên, san sẻ, gánh vác trách nhiệm gia đình để các anh chị em lên đường đến với Thành phố Hồ Chí Minh yên tâm công tác. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố và các tỉnh phía Nam đã trải qua những ngày tháng vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Hơn 2 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước tình huống hết sức khó khăn khi số ca bệnh và số ca tử vong tăng cao. Các bệnh viện trong tình trạng quá tải, toàn bộ y bác sĩ, nhân viên y tế được huy động và làm việc ngày đêm mà chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh. Chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành và các tổ chức tôn giáo đã khẩn trương kịp thời chi viện nhân lực và phương tiện giúp Thành phố Hồ Chí Minh kiềm chế dịch bệnh. Cũng như trước đây, các đoàn y bác sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh từng chi viện hết mình cho công tác phòng chống dịch ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc. Hơn 2 tháng qua, lực lượng chi viện của trung ương và các tỉnh thành đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một đợt công tác đầy hy sinh, vất vả mà không chút do dự. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu được kiểm soát, thành phố từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế. Thành phố đang dần lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể đang hồi sinh. Thành quả đó có được là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, của ý thức và sự kiên trì của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp to lớn và lực lượng chi viện đến từ mọi miền đất nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng những kinh nghiệm mà Thành phố Hồ Chí Minh trải qua trong thời gian phòng chống dịch, với những vui buồn, những điều đúng và chưa đúng, những cái được và mất sẽ trở thành bài học quý báu cho chính Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đánh giá thời gian tới dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, những khó khăn và thách thức chưa phải đã hết, nhưng thành phố tin tưởng có sự chung sức, chung lòng và sự đoàn kết dân tộc thì sẽ vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch và sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.
ngày 6 tháng 10 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, 119 trường hợp tử vong. Tính từ 17 giờ ngày 5 tháng 10 đến 17 giờ ngày 6 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.356 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 1.960, Bình Dương 852, Đồng Nai 534, An Giang 180, Kiên Giang 79, Long An 74, Tiền Giang 72, Bình Thuận 60, Đắk Lắk 58, Trà Vinh 52, Khánh Hòa 47, Đồng Tháp 47, Cần Thơ 44, Tây Ninh 41, Bạc Liêu 32, Hà Nam 25. Cà Mau 22, Bến Tre 21, Vĩnh Long 20, Gia Lai 20, Bình Định 18, Bà Rịa Vũng Tàu 17, Ninh Thuận 14, Hà Nội 9, Quảng Nam 8, Đắk Nông 7, Quảng Ngãi 7, Quảng Bình 7, Bình Phước 5, Thừa Thiên Huế 5, Nghệ An 5, Kon Tum 4, Thanh Hóa 2, Nam Định 2, Lạng Sơn 1, Sơn La 1, Ninh Bình 1, Hà Tĩnh 1, Phú Yên 1, Đà Nẵng 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với đợt trước. Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Trà Vinh. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua 5.689. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 822.687 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.090 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 11 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 10.033, tổng số ca được điều trị khỏi 757.086, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.743, thở oxy qua mặt nạ 3.897, thở oxy dòng cao HFNC 907, thở máy không xâm lấn 169, thở máy xâm lấn 747, ECMO 23. Trong ngày ghi nhận 119 ca tử vong, tại Thành phố Hồ Chí Minh 88, Bình Dương 16, Tiền Giang 2, Long An 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Tây Ninh 2, An Giang 2, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 136, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 174.422 xét nghiệm cho 302.319 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 19.498.155 mẫu cho 54.921.059 lượt người. Trong ngày 5 tháng 10, có 1.148.557 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 48.155.037 liều, trong đó tiêm một mũi là 35.933.360 liều, tiêm hai mũi là 12.221.677 liều. Những hoạt động của Bộ Y tế trong ngày. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 thay thế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus corona mới, ban hành kèm theo quyết định số 3416 ngày 14 tháng 7 năm 2021. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu. Bộ Y tế tham dự và báo cáo cuộc họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Chính phủ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế dự cuộc họp về ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến mở cửa vận chuyển hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở y tế gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế quận huyện Thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế quận huyện Thành phố Thủ Đức về việc xét nghiệm kháng thể COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở y tế không sử dụng xét nghiệm kháng thể COVID-19 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.